Không muốn ép sai thì có cách nào để cắt mà tóc không bị búng chỉa không? Có anh em nhé, đó là cắt xanh. Cắt xanh tức là cắt như nào? Tức là cắt chỉ còn tầm một phân thôi. Thợ người ta sẽ sử dụng cữ, cái cữ như này người ta đẩy, hoặc là người ta kê nược gì đó, miễn sao cái độ dài khoảng tầm một phân thôi. Đấy thì nó đảm bảo cho anh em nó lúc nào nó cũng xanh, nó cũng phẳng, nó cũng mịn, nó không quá trắng mà cũng không quá dài. Đấy nhưng mà cắt như thế thì anh em phải chịu khó một tí, một tuần anh em đi cắt một lần. Cùng lắm là 2 tuần thôi, còn nếu mà để đến tầm một tháng thì nó sẽ bung chỉa xồm xòa, nó không được đẹp đâu. Đấy cái này anh em lưu ý. Còn trong một số trường hợp mà anh em thích, ví dụ như là từ tóc xanh đó mà anh em nuôi dài nó thành tóc bám kiểu Hàn Quốc cắt bằng kéo đấy, thì anh em phải chịu khó là trong cái quãng thời gian 1, 2, 3 tháng sau là tóc nó bung chỉa xồm xòa, phải chịu được, phải vượt qua được nếu như không muốn ép dài. Đấy thì khi mà nó dài ra nó rũ xuống thì nó cũng đỡ bung chỉa đi, lúc này chúng ta chỉ cắt bám bằng kéo thôi nha anh em nhé. Còn dưới kinh nghiệm của mình thì trước đây nói thật là khi mà chưa có ép sai để mà từ cắt trắng, trước đây mình hay cắt trắng mà từ những năm 2017, 18, 19 gì đó mình hay cắt trắng lắm, mà lúc mà chưa có ép sai đấy thì để mà nuôi tóc dài tóc bám như này rất khó, hầu như là không nuôi được, một thời gian sau lại phải đi cắt thôi, không chịu được. Đấy thì lúc này anh em có thể tham khảo sản phẩm ép sai, nó có thể xử lý cho anh em vấn đề đó nhé. Ép sai là một trong những cái dịch vụ hóa chất dễ làm cũng như là nó không hư tổn đến tóc nhiều, anh em có thể tự lo tiện hoặc là tự xử lý tại nhà được. Đấy, mọi chi tiết sản phẩm anh em có thể tham khảo bên dưới nhé. Và cần tư vấn gì hãy comment, mình sẽ tư vấn cho anh em. Cảm ơn anh em.